Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời, làm gia nghiệp? Kính thưa cộng đoàn, nếu chúng ta tin vào lời của bài đọc 2 thư gửi Do Thái chúng ta vừa nghe, tôi xin lặp lại. Lời Thiên Chúa, thưa anh em, lời Thiên Chúa là lời sống đồng, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi. Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Nếu chúng ta tin vào cái lời đó, tức là lời của Thiên Chúa hiệu quả và tác dụng như thế, thì chúng ta trở lại để suy niệm về câu hỏi của một con người chạy đến quỳ xuống trước mặt Chúa Giêsu và thưa với Ngài: Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời, làm gia nghiệp? Tôi phân tích nhân vật và bối cảnh, hoàn cảnh của câu hỏi này. Một con người đến thưa với Chúa Giêsu, xác định rằng anh ta biết rõ Chúa Giêsu là ai và tuyên xưng Ngài là Thầy, bậc Thầy nhân lành, và chờ đợi nơi vị Thầy này có câu trả lời đích xác thỏa mãn cho câu hỏi, tức là cho cái tâm tình của anh ta. Điểm tiếp theo trong nhân vật này, anh ta đã hỏi một câu đáng để chúng ta thán phục, đáng để chúng ta thán phục mà học tập. Thưa cộng đoàn, giả sử bây giờ Chúa hỏi chúng ta, con hỏi cái gì với Chúa, con cầu gì Chúa, con cầu xin gì với Chúa, con lắng nghe lời Chúa cái gì? Nếu phải hỏi Chúa một câu thì chúng ta sẽ hỏi Chúa cái gì? Có phải là câu như thế này không? Chưa chắc. Có đúng không quý vị? Chắc mọi người sẽ hỏi một câu khác nhau. Nhưng đối với chàng thanh niên này, với con người này, hỏi một câu thôi, mà câu quyết định quyết liệt trong cả đời của anh ta: tôi phải làm gì để được sự sống đời đời, làm gia nghiệp? Đối với con người chúng ta ở trên thế gian này, gia nghiệp là tất cả, là cùng đích của đời sống của chúng ta. Nhưng gia nghiệp đó là cái gì? Tùy mỗi người. Câu trả lời của Chúa làm cho anh ta bắt đầu bất an. Anh biết các điều răn, các giới răn rồi ấy gì? Có. Những điều đó tôi đã giữ từ thuở bé, thưa cộng đoàn, lưu ý nhé. Anh ta khẳng định tất cả những giới răn đó, chớ này, chớ kia và thờ cha kính mẹ, tôi đã giữ từ thuở bé. Còn chúng ta dám khẳng định như thế? Lạy Chúa, không, con không dám. Chúng ta không dám. Nếu, xin lỗi, tôi nói hơi tính toán theo kiểu thế gian, nếu tôi hoặc quý vị mà sống được như người con người này, các giới răn này từ thuở bé, thỏa mãn rồi, đúng không quý vị? Đồng ý không? Có đồng ý với tôi không? Rõ ràng như thế. Rất nhiều điều không được làm và điều tích cực, chớ không được làm điều này, chớ cái kia và thời gian kinh mạng. Tiêu cực có, tích cực có, nhưng anh ta đã giữ từ thuở bé. Vậy mà kết luận mới là ghê gớm, cái đau điếng. Anh chỉ còn thiếu một điều thôi. Có tất cả những điều đó là tốt, vậy mà còn thiếu, mà có thiếu một điều này thôi, đến độ chúng ta có thể chia sẻ với nhau trong cái kết luận này. Có tất cả những điều đó mà thiếu cái một điều này thì tất cả những điều đó chưa có giá trị. Hãy nói mặt ngược lại, nếu làm được điều này mà những điều kia lỡ là trên mạng thì còn tương đối hơn. Tôi không cực đoan để giới thiệu với quý vị tư tưởng đó. Cái gì là gia nghiệp của mình với tư cách là một con người và người con của Chúa ở giữa thế gian này trong thời đại dịch bệnh này? Bây giờ anh bán đi cho người nghèo rồi theo tôi. Anh ta sụ sầu nét mặt, buồn rầu bỏ đi. Buồn rầu bỏ đi. Chỉ còn thiếu một điều thôi. Mà cái điều đó chắc trong chúng ta cũng còn thiếu lắm. Dễ gì? Vậy tôi bán hết những gì tôi có để cho người nghèo. Còn tôi sao? Vấn đề bây giờ Chúa kết luận, và người này là buồn rầu bỏ đi, đó là người giàu có khó vào nước Thiên Chúa. Vấn đề ai là người giàu? Không hẳn nhiều tiền là nhiều giàu, không hẳn đại gia là người giàu, chưa chắc. Không hẳn người nghèo, không tiền không bạc mà không giàu. Vấn đề là sống giàu, chứ không phải là có nhiều hay ít để giàu thành giàu hay nghèo. Tôi có thể rất nghèo, tôi không có tiền nhiều, có vàng bạc châu báu nhiều,
Nhưng mà tôi rất giàu cái sự ghen tương, sự ganh tỳ, sự đố kỵ, sự tham lam, sự ích kỷ, sự hạt tiền của tôi. Đó là một người giàu. Còn ngược lại, tôi có nhiều tiền nhiều của, nhưng mà tôi sống bác ái, yêu thương, tôi biết chia sẻ. Xứng đáng quá chứ, xứng đáng quá. Lý do tại sao chúng ta hiểu lại, tôi thưa với quý vị rằng là tôi cũng hay nghĩ, tại sao tôi nói với các tông đồ thế này: các con, anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của. Trên thế gian này chỉ có tiền của, như thế, như thế, như thế là trên thế gian này Chúa đưa lên ngang tầm Chúa. Không thể vừa làm tôi làm nô lệ cho Thiên Chúa, làm tôi tớ Thiên Chúa, vừa làm tôi tớ nô lệ của tiền của, ngang nhau khủng khiếp. Để chúng ta biết cái sức mạnh khủng khiếp của đồng tiền, tiền bạc nó làm sao đến mức độ người ta khó vào nước thiên đàng, bởi vì nó là cái gia nghiệp đối với cái người trong phúc âm này. Anh nghĩ rằng mua được sự sống đời đời làm gia nghiệp, nhưng đúng ra cuối cùng cái gia nghiệp của anh chính là cái điều anh thiếu, là những cái đồng tiền trong túi anh, trong tủ anh. Điểm thứ hai, thưa cậu đó, vậy bây giờ làm sao? Nếu lời Thiên Chúa là lời gươm sắc bén phân rẽ tâm hồn tôi, thì lời Chúa hôm nay đặt tôi và cộng đoàn quý ông bà anh chị em trước một sự thực: tôi có phải là người giàu không? Thái độ của tôi trong việc sử dụng tiền của như thế nào? Việc dự đạo của tôi xưa nay có lưu tâm ít nhiều đến khía cạnh chia sẻ cho người khác không? Bởi nếu thiếu điều này là thiếu trầm trọng, thiếu cái điều chia sẻ này là thiếu trầm trọng. Nhưng thực tế, thưa quý ông bà và anh chị em, ai mà chả ham tiền, muốn có được 5 đồng thì muốn cho được 7 đồng, 7 đồng chưa đủ thì muốn cho được 8 đồng, 9 đồng. Nếu như người khác á, nếu có 7 đồng, 8 đồng thôi, tiêu bớt 2, 3 đồng thì còn lại 5 đồng cũng được. À không, 7, 8 đồng tôi ráng ráng thêm 1 đồng, 2 đồng nữa đi, tôi đủ chục. Con người chúng ta ai cũng thế. Tuy nhiên, điều đó là khó. Đến mức độ người anh trong thanh niên trong phúc âm này đọc buồn rầu bỏ đi. Vậy thì đối với chúng ta thực hiện điều Chúa nói hôm nay, con còn chỉ thiếu một điều thôi, điều đó có khó với chúng ta không? Quá khó. Tuy nhiên, thưa quý ông bà và anh chị em, chính các tông đồ mà sống tâm trạng như chúng ta lúc này, các ông thưa với Chúa lại: thầy, như vậy thì ai mà được cứu đồ? Chúa nói đúng. Nếu các con chỉ dừng lại ở cái bình diện con người phàm tục giữa thế gian xác thịt này thì đúng, không dễ gì được cứu độ đâu. Nhưng vì đó là xác thịt, là thế gian, đối với chúng con là như thế, nhưng mà đối với Thiên Chúa không có gì là không có thể được. Bảy điểm thứ hai này tôi chia sẻ với cộng đoàn rằng hãy tin, hãy tin tưởng vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Tôi nói là một người cha nhân là luôn lo lắng những điều tốt đẹp cho chúng ta. Chúng ta dám phó thác cuộc đời của chúng ta trong bàn tay quan phòng của Chúa đi. Chúng ta cứ dám mạnh dạn chia sẻ bác ái từ thiện đi. Đừng có cầu lời, đừng có vụ lợi, đừng có ý đồ gì cả. Chúa không thương yêu chúng ta sao? Chúa thua cái sự, xin lỗi, Chúa thua cái sự quảng đại bác ái của chúng ta sao? Không bao giờ. Kết luận cuối cùng trong bài đoạn 1 chúng ta nghe: có được sự khôn ngoan là có tất cả, có sự khôn ngoan còn quý hơn vàng bạc, và không gì có thể mua bán đổi chác đòi lường được cho bằng sự khôn ngoan đó. Nếu có được sự khôn ngoan đó, tôi sẽ có của cải. Nếu tôi có của cải mà tôi không có sự khôn ngoan thì của cải đó sẽ hủy hoại đời tôi, không chỉ đời tôi mà cả linh hồn tôi nữa. Tôi có sự sống đời đời. Sự khôn ngoan là cần thiết. Chúng ta nhớ câu chuyện vua Sa-la-môn, người được nổi tiếng là khôn ngoan đến mức độ nữ hoàng ngoại giáo ở phương Nam đến từ xa đến học hỏi cái sự khôn ngoan đó nơi Sa-la-môn. Một vị nữ hoàng thiếu gì? Vậy mới biết rằng tất cả vàng bạc châu báu đó sẽ không là gì nếu như không có sự khôn ngoan. Cho nên tìm đến học tập nơi vua Sa-la-môn. Lạy Đức Mẹ Trời Kiều, lạy Thánh Cả Giuse, xin cầu cho chúng con
Bởi chúng con ý thức thân phận của chúng con phàm hèn yếu đuối, ham tiền, ham của, cảm bệnh khủng khiếp lắm. Xin đồng hành nâng đỡ để giúp chúng con mỗi ngày sống lời Chúa từng lần ngút một, bắt đầu rồi lại bắt đầu. Như thế đời chúng con sẽ được cảm thấy bình an và hạnh phúc, bởi chúng con luôn sống như người con, như em bé mà trẻ thơ trong vòng tay của Thiên Chúa là Cha nhân lành đối với chúng con. Amen.